Thanh Giang cảm ơn quý vị và tiếp tục ngay cái câu chuyện. Thành thử trong cái trường hợp mà Thanh Giang vừa mới suy diễn từ cái chữ mắc cỡ đó và suy diễn thành mắc cỡ đó, cũng nó sai, quá ư là sai. Bây giờ mình trở lại với lại những cái biến âm. Louis còn nhớ một vài thí dụ nào khác nữa không? Như lúc nãy là mình nói đến vần ép rồi ha. Rồi bây giờ mình còn có thêm rất là nhiều, rất là nhiều. Như là Louis đã nói, theo những gì mà Louis tra cứu về tiếng Việt đó, thì không phải là chỉ có cái vần ép thôi, mà hầu như là hầu hết những cái vần nguyên âm của tiếng Việt nó cũng có những cái nghĩa gốc của nó. Và cái phụ âm thì đúng là nó là phụ nghĩa, nó phụ nghĩa. Cái nguyên âm mới là cái nghĩa, còn cái phụ âm là phụ nghĩa. Louis cho ví dụ như là nếu mà tiếng Mỹ thì nó không bao giờ có như vậy. Ví dụ như là chị cũng biết khán giả chúng ta cũng là phần đông là ở Mỹ. Nên ví dụ như mình nói cái nguyên âm ek là A-K-I đó, A-K-I trong tiếng Mỹ. Thì ví dụ như là nếu mà Louis đi từ vần A mà cho tới vần Z đó, thì ngang cái chữ từ A thì ek thì không có nghĩa rồi. Nhưng mà nếu mà Louis kẹp thêm cái phụ âm B thì nó thành là bake. Bake có nghĩa là gì? Bake có nghĩa là mình nấu nước. Đó. Xong rồi nếu mà mình đi xuống vần C đó, mình đổi qua vần C thì nó thành là cake. Nhưng mà bake với cake, một bên là nấu, còn một bên là cái bánh. Thì có thể là cũng có một cái liên quan, nhưng mà nó thật không có một cái liên quan gì rõ rệt về nghĩa hết. Nó chỉ có là cái bánh, mình có thể nói là cái bánh nó nằm trong cái bếp. Nhưng đây là một sự tình cờ thôi. Và nếu mà mình cứ đi tiếp tục tới, mình nói chữ lake, L, thì là cái hồ, thì nó không có mắc mớ gì đến cái cake với là bake hết. Hoặc là mình nói take, là nó thành động từ, là mình lấy một cái gì. Thì nếu mà mình coi trong tiếng Anh, hoặc là tiếng Pháp, hoặc là tiếng Tây Ban Nha, những cái tiếng Tây Phương, chắc chắn là mình không bao giờ tìm được là nếu mà mình đổi cái phụ âm thì nó đổi cái nghĩa hoàn toàn. Nhưng mà tiếng Việt thì không vậy. Cái mà Louis muốn nói ở đây là tiếng Việt thì nó không vậy. Louis cho ví dụ. Ví dụ như mình nói chữ up in. Đây là Louis đang nói về cái nguyên âm thôi. Chị ha. Đó. Thì ví dụ như là up in. Bây giờ đó, mình nói là bắp bênh. Bắp bênh. Đó. Thì nếu mà mình bỏ chữ B trước cái up in thì mình có bắp bênh. Thì theo chị là thế nào là bắp bênh? Chị thì hiểu bắp bên là thế nào? Nó không vững, không vững, đúng. Nó có cái mà nhấp nhô lên xuống. Và nó có một cái không có vững, được vững vàng. Đó. Thì bây giờ Louis, theo như là Louis nói, thì cái vần up end hoặc là cái vần end không á, là nó đã có cái nghĩa là không vững vàng và nhấp nhô lên như vậy. Chênh vênh, đúng. Khi mà mình nói là con thuyền chênh vênh trên lênh mặt nước, lênh đênh trên mặt sóng đó. Khi chị thấy không, là Louis có thể đổi cái vần L hay là vần CH thành ra trên ven, vần V là ven đó, và nó vẫn giữ cái nghĩa là nhấp nhô và không có được vững đó. Còn nếu mà ví dụ như là Louis nói, nếu mà đứa con nít mà nó đi, thì chị có nghĩ cái vần up end có nó đi thế nào thì gọi là không vững? Tập tĩnh. Đúng vậy đó. Cái đó là cái mà cái đó là Louis muốn nói đó. Nó hay như vậy đó, là mình không, khi mà mình không có liên, nghĩa là mình không có liên quan được, liên hệ được những cái chữ đó, thì mình tưởng nó mỗi chữ đó là nó independent, có nghĩa là nó đứng riêng cái nghĩa, và tình cờ là người Việt nói như vậy. Nhưng không, người Việt có một cách đặt chữ rất là hay, là mình lấy cái nguyên âm gốc và mình khi mà mình bỏ vô những cái phụ âm thì nó xoay quanh một cái nghĩa gốc. Đó. Và ví dụ như là khập khiễng nè. Chị thấy không? Đó. Hoặc là cái chữ, có cái chữ này hay lắm. Gập ghềnh. Đường đi gập ghềnh. Thế nào là gập ghềnh? Cái đường đi gập ghềnh là nó khúc khuỷu, mấp mô. Nó lên xuống. Nó không có được phẳng. Nó không có được gọi là Freeway 10. Dạ vâng, đang bị cháy. Thưa quý vị, như quý vị thấy là ngôn ngữ tiếng Việt nó quá ư là phong phú. Cho nên mới gần về sau này Thanh Giang mới biết được có trên trang Facebook có một cái nhóm
họ được lập ra bắt đầu từ chị Mai Yến Oanh, và cái nhóm, cái tên nó rất là hay là Bảo Tồn Tiếng Việt. Thì nếu mà quý vị, những ai quan tâm, nhất là những người bạn trẻ, ai mà quan tâm đến ngôn ngữ Việt, thì cứ vào trong Facebook truy cập Bảo Tồn Tiếng Việt để mình cùng nhau mình học hỏi. Thưa thầy và thưa Louis, là cũng trong cái đề tài tiếng Việt nó phong phú như vậy đó, mình vừa mới nói có những cái nguyên tắc ở trong ngôn ngữ Việt, cái chữ này thì chỉ có dấu này dấu kia, thí dụ như chữ mà tận cùng bằng chữ T đó, tiếng Việt Nam tận cùng bằng chữ T thì chỉ có dấu sắc hoặc là dấu nặng, chứ không có dấu huyền, không có dấu hỏi, không có dấu ngã. Nhưng mà mới gần đây thì Thanh Giang được biết, hình như trong đó cũng có cả giáo sư Trần Ngọc Dụng là một trong những người mà yểm trợ cái chuyện là mình có thể làm giàu thêm cái tiếng Việt của mình, không chỉ qua cái hiểu một cách sâu sắc, sâu xa về những cái nguồn gốc của các chữ, mà còn là phá đi, mở rộng ra. Bây giờ những chữ tận cùng bằng chữ C hoặc chữ T, mình cho thêm dấu huyền, mình cho thêm dấu hỏi, mình cho thêm dấu ngã, thì nó sẽ có nghĩa là như thế nào? Thế thì dụng nghĩ như thế nào ạ? Bây giờ vấn đề là mình đọc có ra được chữ nào không? Ví dụ như giống như chữ đó sẹp lép á. Chữ sẹp lép hồi nãy thầy sư Lưu có nói, bây giờ quý vị cứ tưởng tượng ra mình thêm dấu hỏi đến chữ sẹp lép thì mình sẽ đọc như thế nào? Sẹp, sẹp, sẹp. Lép thì thay vì mình nói lép, sẹp, lép, có được không hả? Nó rất là khó. Rất nó, khó. Khó nó chậm đi, nó khó là và nó... Và nhưng mà nếu mình tập phân biệt thì chắc cũng quen chứ hả? Khó, nhưng mà rồi cũng khó phân biệt nữa. Như nếu mà nói như vậy thì Thanh Giang có thể hình dung ra được là sẽ có những chữ mình không thể nào mà mình mở rộng ra thêm được. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình không nói những cái chữ tận cùng là như vậy, thí dụ như chữ chữ gì thưa thầy, không phải là một chữ nào mà mình cũng có thể bỏ hết được cả năm dấu. Nhiều lắm, trong cái cuốn mà thì các cái sách giáo khoa mà tôi soạn đều soạn nó có bốn cái chữ mình không, bốn cái mẫu từ cuối á mà mình không thể thêm dấu nào hết, ngoài trừ là dấu sắc, dấu nặng, và không phải là cũng không có dấu nữa. Ví dụ chữ sẹp lép mà quý vị bỏ chữ dấu nặng đi thì quý vị đọc sao cũng không được nữa. Vì vậy có chữ C là một này, CH là hai này, chữ P là ba này, chữ T là bốn, bốn cái mẫu từ đó cuối đó, đó thì đi với bất cứ cái mẫu từ nào khác cũng không thể thêm dấu huyền, dấu sắc, dấu hỏi hay dấu ngã và dấu nặng. Dấu hỏi và dấu ngã tức là bốn dấu, chỉ có dấu sắc và dấu nặng thì mới đi được. Vì sao? Bởi vì cái nó thuộc về cái stop sound. Stop sound là khi mà mình nói ra, ví dụ như ác thì cái lưỡi của mình nó sẽ đưa lên và nó chặn cái khẩu thiệt phía đằng sau, tức là cái velar phía đằng sau ấy, làm cho mình không thể nói tiếp được. Trong khi dấu huyền này phải kéo dài với như nữa, bà bá bà thì đều được. Nhưng mà cái dấu sắc ấy, cái dấu nặng và dấu hỏi chứ chi hề dấu sắc và dấu nặng á, là nó đòi hỏi mình phải nói cho như với cái chữ P nó làm cho mình phải ngưng lại, và khi mình ngưng lại thì mình không kéo dài được. Những thì... cái chữ khác có dấu khác mình hiểu được, ví dụ như chữ cán, bán, bàn, bạn, bản, bản, mình nói sao đó cũng được. Nhưng mà bắp, cái trái bắp quý vị không thể kéo dài cái chữ âm P nó ra được. Và thêm nữa thưa đó. Thầy, cái không những vậy mà cái vần F, ví dụ như là mình nói cái chữ phía sau là chữ P đó, thì thật ra mình cũng không cần dấu sắc, nó tự có dấu sắc trong đó rồi. Nếu mà thầy nói là EP thì thầy phải đọc là F thôi. Hoặc là nếu mà bỏ dấu nặng thì được, chứ không có thể, dù mình không bỏ dấu sắc nó vẫn thành ra dấu sắc, đúng không chị? Đúng, đúng. Đó, đúng. Cái đó là cái mà người ta không có chú ý đến đó. Nhưng mà Thanh Giang chợt nghĩ đến, thầy vừa mới dùng cái chữ bản, ban, ban, bán, bàn, bạn, bản, mà chữ bản thì chưa có cái chữ mà có dấu ngã. Thì bây giờ nếu mà mình có được một hội đồng
mình không dám dùng cái chữ là Hàn Lâm Viện tiếng Việt, nhưng mà mình có được một nhóm cùng ngồi lại và xem coi mình có thể làm phong phú thêm được tiếng Việt bằng cách bỏ dấu vào những chữ mà có thể bỏ được và nó có nghĩa là cái gì. Thế đó cũng là một cách để mình làm rộng thêm, mở rộng thêm, làm giàu thêm ngôn ngữ Việt. Thanh Giang lại đi hơi xa đề. Bây giờ để trở lại với những cái chữ, đúng là cái âm của tiếng Việt nó đã có một cái ý nghĩa gốc, và từ đó mình thêm những cái phụ âm vào thì tự nhiên nó có những cái ý nghĩa mà không đi xa cái nghĩa gốc. Nó vây quanh, đúng. Nó vây quanh, yeah. rất là hay. Thưa thầy, em nghĩ là thể nào mình cũng phải có rất là nhiều buổi nói chuyện nữa với Louis, là mình vừa học hỏi vừa trao đổi được với nhau để mà mình tìm hiểu. Đây là một cái sự riêng với Thanh Giang, là một cái sự khám phá rất là kỳ thú. Bởi vì tiếng Việt mình nghĩ rằng khi ra đến nước ngoài thì nó chỉ có mai một, hoặc là rồi đến một lúc nào đó nó biến mất đi. Nhưng mà bây giờ nếu mà nhiều bạn trẻ cùng quay trở lại để tìm hiểu, để nhìn thấy được cái nét đẹp của ngôn ngữ Việt thì có lẽ nó không thể nào nó mất được. Thưa thầy, thế có đúng không ạ? Dạ vâng, thưa giờ cái chuyện này là về cái cộng đồng người Việt của mình nó đến sau. Nếu mà quý vị có đọc cái cuốn sách nói về cộng đồng Nhật á, thì quý vị biết cái thế hệ thứ nhất họ đi qua đây, họ đau khổ về cái chuyện mà họ phải bỏ xứ để qua đây, thì họ cố gắng họ làm thế nào để hội nhập càng sớm càng tốt. Và cái thế hệ thứ hai nhìn thấy cha của mình, mẹ của mình, cha ông của mình cố gắng làm thế này thì cũng càng nỗ lực để hội nhập. Cho nên qua cái thế hệ thứ ba bắt đầu có một cuộc sống ổn định rồi, và nó mới nghĩ lại, ồ mình là người Nhật mà, thế tại sao mình không có tìm về nguồn? Cái tình trạng của cộng đồng người Việt Nam mình cũng y như vậy đó. Bây giờ đang bị như thế. Vâng, xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Với tất cả các người bạn trẻ, nếu muốn tìm hiểu thêm về tiếng Việt mà một cách rất là gần gũi, với cái phương tiện thật là gần gũi là Facebook, thì thân mời tất cả các bạn trẻ vào Facebook và tìm cái nhóm gọi là Bảo tồn tiếng Việt. Mình tìm đọc, mình đóng góp, mình chia sẻ với nhau. Và Thanh Giang rất cảm ơn giáo sư Trần Ngọc Dụng và Louis hôm nay đã bỏ thời giờ đến để mà mình cùng thảo luận về cái ngôn ngữ thật là đẹp của Việt Nam mình. Và xin giáo sư với Louis có gửi lời chào đến khán giả. Cảm ơn cô Thanh Giang, cảm ơn Louis đã tới tham gia cùng chương trình, và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời giờ theo dõi chương trình của tôi. Xin hẹn gặp lại vào lần sau ạ. Kính chào. Lui cũng hy vọng là qua vài phút vừa rồi bàn về tiếng Việt thì quý vị sẽ cảm thấy có một chút thoải mái và hiểu thêm về cái ngôn ngữ rất là đặc biệt của đất nước mình. Lui xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.